Thêm một loại hoa quả Sơn La được đưa ra thế giới, cụ thể là 2 tấn thanh long ruột đỏ đầu tiên của tỉnh này đã xuất khẩu sang thị trường Nga theo đường chính ngạch thông qua Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc Hoàng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm Hữu cơ Hà Nội. Sản phẩm thanh long ruột đỏ xuất khẩu đợt này của Hợp tác xã Nông nghiệp Quỳnh Thuận, xã Triềng Pha và của hộ gia đình ông Trần Văn Đồng, bản Tiên Hưng, xã Phổng Lái. Trước đó, từ năm 2018, huyện Thuận Châu đã xây dựng chuỗi cho sản phẩm thanh long ruột đỏ và liên kết với Hợp tác xã Ngọc Hoàng ở huyện Mai Sơn, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm. Huyện cũng đã quy hoạch vùng trồng thanh long ruột đỏ thuộc khu vực các xã Phổng Lái, Triềng Pha, khu vực đèo Pha Đin. Đến nay, toàn huyện Thuận Châu có 33 ha thanh long ruột đỏ, trong đó có 26 ha cho thu hoạch. Sản lượng ước tính đạt 200 tấn, giá bán bình quân từ 20.000 tới 25.000 đồng 1 kg. Năm 2020, huyện Thuận Châu phấn đấu xuất khẩu 20 tấn thanh long ruột đỏ theo đường chính ngạch sang thị trường các nước Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Thưa quý vị, thưa các bạn, do đối tác nhập khẩu không nắm rõ quy định cấm nhập khẩu tiêu của chính phủ nước sở tại đã khiến cho 58 container hồ tiêu của Việt Nam nhiều tháng nay nằm chờ và hỏng tại Nepal và Ấn Độ. Vì nhập vào không được mà kéo về nước thì cũng không xong, các doanh nghiệp đã phải cầu cứu Thủ tướng Chính phủ. Trong đơn gửi lên Thủ tướng ngày hôm qua, 13 tháng 7, 13 doanh nghiệp có tiêu xuất khẩu bị kẹt tại Nepal cho biết, ngày 6 tháng 4 năm 2020, chính phủ Nepal ra lệnh cấm nhập khẩu 5 mặt hàng, trong đó có hạt tiêu. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp này, các lô hàng đều xuất trước khi có lệnh cấm ban hành. Các doanh nghiệp Việt Nam không hề có bất kỳ lỗi nào trong lệnh cấm này. Nhưng sau khi hàng đến nơi, thì bên mua thông báo rằng họ không có giấy phép nhập khẩu từ chính phủ, nên các ngân hàng Nepal không chấp nhận thanh toán. Hiện nay, 13 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đang bị mắc kẹt 42 container hàng ở cảng Burgundy, Nepal và 16 container hàng ở cảng Kolkata, biên giới Nepal, Ấn Độ, tổng trị giá lên đến trên 3 triệu đô la Mỹ. Hiện các doanh nghiệp này đã gửi đơn cầu cứu lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ có các biện pháp can thiệp với chính phủ nước Nepal và Ấn Độ để hỗ trợ giải cứu 58 container hạt tiêu này để các lô hàng trên sớm được tái xuất trở lại Việt Nam. Giá lợn hơi hôm nay ngày tại thị trường miền Trung đang tăng giảm trái chiều, chênh lệch giữa các địa phương trong vùng tới 11.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi một vài nơi tại miền Bắc đang quay đầu tăng trở lại. Giá lợn hơi hôm nay 14 tháng 7 tại thị trường miền Bắc tăng nhẹ 1 đến 3.000 đồng 1 kg, phổ biến từ 90.000 đến 92.000 đồng 1 kg. Trong đó, Tuyên Quang, Phú Thọ, lợn đang quay trở lại mốc 90.000 đồng 1 kg. Tuyên Quang, Hà Nam tăng 1 đến 3.000 đồng, cùng lên mốc 92.000 đồng 1 kg. Cùng giá lợn hơi với Thái Bình, Hưng Yên. Giá lợn hơi hôm nay 14 tháng 7 tại miền Trung tăng giảm trái chiều ở một số khu vực, dao động từ 81 đến 82.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi, Quảng Bình và Quảng Trị vẫn là 3 tỉnh thấp nhất cả nước. Nghệ An, Hà Tĩnh 87.000 đồng 1 kg, cùng giá với Lâm Đồng, Ninh Thuận. Thanh Hóa 89.000 đồng 1 kg. Riêng Bình Thuận 92.000 đồng 1 kg, ngang giá địa phương cao nhất miền Bắc. Thị trường lợn hơi miền Nam hôm nay giá chững lại, An Giang còn 83.000 đồng 1 kg, thấp nhất miền Nam. Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng tăng nhẹ 1.000 đồng lên 86 đến 88.000 đồng 1 kg, ngang giá với Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu. Trà Vinh 90.000 đồng 1 kg. Riêng thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai lên 92.000 đồng 1 kg. Một thông tin liên quan đến thị trường thịt lợn của Việt Nam, đó chính là Bộ Thương mại Thái Lan đã vừa đề nghị Hiệp hội các nhà chăn nuôi lợn của quốc gia này kiềm chế giá thịt lợn hơi ở mức là 80 baht, tức là tương đương khoảng 60.000 đồng Việt Nam một ký. Nước này cho biết nếu mà giá thịt lợn hơi vượt quá mức 80 baht Thái Lan thì sẽ hạn chế xuất khẩu lợn sống. Phó Vụ trưởng Vụ Nội thương, Bộ Thương mại Thái Lan cho biết giá lợn hơi ở Thái Lan hiện dao động ở mức 75 tới 80 baht 1 kg. Giá lợn hơi nước này đang tăng sau khi các biện pháp phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 được dỡ bỏ. Các nhà hàng và khách sạn đặt hàng nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Theo đó, nếu giá thịt lợn hơi vượt 80 baht 1 kg thì cơ quan này sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu lợn. Tuy nhiên, Vụ Nội thương dự báo giá thịt lợn sẽ chỉ tăng trong ngắn hạn và điều đó đang có cơ hội cho những người nuôi lợn vốn đã bị ảnh hưởng thời dịch bệnh. Song Vụ Nội thương cũng cho biết sẽ kiểm soát giá thịt lợn thành phẩm ở mức tối đa 160 baht 1 kg, tức là gấp đôi so với giá lợn hơi của nước này. Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu 2,2 đến 2,9 triệu con lợn trong năm nay, cao hơn nhiều năm trước nhưng vẫn ở mức an toàn với thị trường nội địa. Trung bình mỗi ngày nước này đang xuất khẩu từ 6.000 cho đến 8.000 con lợn. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức có tuyên bố về lập trường của Mỹ ở Biển Đông. Theo đó, phía Mỹ khẳng định hầu hết các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông đều là bất hợp pháp. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế trên biển của mình. Mỹ sát cánh cùng các đồng minh và đối tác Đông Nam Á trong bảo vệ chủ quyền của họ với các tài nguyên ngoài khơi, phù hợp với quyền và nghĩa vụ theo luật quốc tế. Mỹ muốn làm rõ các tuyên bố của Bắc Kinh đối với tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, cũng như là chiến dịch bắt nạt của Trung Quốc nhằm kiểm soát chúng. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển xung quanh bãi tư chính của Việt Nam, bãi cạn Lucania ở ngoài khơi Malaysia, các vùng biển được coi là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Brunei và đảo Natuna lớn thuộc quần đảo Natuna ở ngoài khơi Indonesia. Bất kỳ hành động nào của Trung Quốc nhằm quấy nhiễu hoạt động đánh bắt cá hay khai thác dầu mỏ của các nước khác tại các vùng biển này hoặc tiến hành các hành động như vậy một cách đơn phương đều bất hợp pháp. Trước đây, Mỹ cũng luôn duy trì chính sách ngoại giao, nhấn mạnh rằng các tranh chấp hàng hải giữa Trung Quốc và các nước láng giềng nên được giải quyết hòa bình thông qua tòa án quốc tế. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng trên nhiều lĩnh vực, gồm đại dịch Covid-19, vấn đề Hồng Kông và chiến tranh thương mại. Trung Quốc gần đây thực hiện một loạt các hoạt động gây hấn ở Biển Đông trong bối cảnh nước này tập trung đối phó với Covid-19. Mỹ từng bày tỏ quan ngại về cuộc tập trận phi pháp của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7. Bộ Quốc phòng Mỹ gọi đây là hành động bất hợp pháp. Thưa quý vị, là thời điểm này thì giá thu mua hàu Vân Đồn, Quảng Ninh đang ở mức là từ 7 đến 8.000 đồng một ký, tức là đã giảm một nửa so với mọi năm. Nguyên nhân khiến cho giá hàu giảm hiện nay là ngoài lý do mưa ít làm ảnh hưởng đến chất lượng hàu thì còn là do tác động của dịch bệnh Covid-19 khiến cho hàu không thể nào xuất khẩu được sang nhiều thị trường. Vâng, và theo như tính toán, sản lượng vụ hàu năm nay tại Vân Đồn ở Quảng Ninh có thể lên đến hơn 120.000 tấn. Do giá bán thấp, người mua giảm nên là dù đang vào thời điểm chính vụ thu hoạch hàu sữa nhưng mà người dân ở Vân Đồn chỉ thu hoạch cầm chừng và tổng sản lượng thu mỗi ngày chỉ từ 150 cho đến 200 tấn hàu. Nguyên nhân là do từ nhiều năm nay, hàu Vân Đồn chủ yếu xuất sang thị trường nước ngoài, ít tiêu thụ tại nội địa. Mấy tháng qua, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu hàu Vân Đồn sang thị trường nước ngoài. Vân Đồn có khoảng 3.300 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi nhuyễn thể là 2.400 ha. Đối tượng nuôi chủ yếu là hàu, ngao giá, ngao hoa, tu hải và một số loại ốc. Toàn huyện có 1.250 hộ nuôi trồng thủy sản, trong đó trên 1.000 hộ nuôi ngao giá, hàu với khoảng trên 2.000 lao động. Từ đầu năm 2020, do dịch Covid-19, người dân Vân Đồn đã gặp khó khi không thể xuất khẩu ngao hai cùi sang nước ngoài. Mới đây, vụ thanh tra pháp chế thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với lực lượng chức năng của 3 tỉnh là Phú Yên, Ninh Thuận và Khánh Hòa tiêu hủy một lượng lớn tôm bố mẹ và tôm boss thẻ chân trắng không rõ nguồn gốc. Qua đợt tổng kiểm tra kiểm soát nguồn giống thủy sản đối với 10 cơ sở sản xuất tôm giống tại 3 tỉnh là Phú Yên, Ninh Thuận và Khánh Hòa, thì cả 10 cơ sở đều có vi phạm như là không có chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, không ghi nhật ký sản xuất. Vụ thanh tra pháp chế thuộc Tổng cục Thủy sản đã phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh tiến hành tiêu hủy 3.000 cặp tôm bố mẹ không rõ nguồn gốc xuất xứ, cùng hơn 100 triệu con tôm boss thẻ chân trắng, với tổng số tiền phạt là gần 800 triệu đồng. Để phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản, tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Trong đó thì quy hoạch vùng nuôi là giải pháp căn cơ. Tuy nhiên thì thực tế triển khai lại cho thấy nhiều bất cập và chưa phù hợp với thực tiễn. Theo quy hoạch, khu vực Vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh có 6 vùng mặt nước nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè, với diện tích 550 ha. Công tác tuyên truyền vận động người dân di dời lồng bè vào vùng nuôi quy hoạch cũng đã được chính quyền triển khai. Song sau hơn 2 năm triển khai, việc quy hoạch vùng nuôi vẫn tồn tại nhiều bất cập. Giờ tôi cũng mong muốn các cấp có cái phương hướng để tạo cái điều kiện cái vùng nuôi nó sẽ lớn hơn và nới rộng hơn để cho cái vùng nuôi nó sẽ ổn định. Từ năm bão 2017 tới giờ thì bà con có cái tái tạo nuôi lại thì hiện bây giờ rất là khó khăn về cái vấn đề vùng nuôi. Thứ nhất là diện tích không đủ, thực tế là nó như thế. Thì bây giờ mà dân muốn nuôi á thì phải có cái vùng nuôi phù hợp. Còn tại khu vực quanh cảng Cam Ranh, hiện có rất nhiều bè nuôi tôm hùm nằm trong phạm vi luồng hàng hải, ảnh hưởng tới hoạt động của cảng. Công tác nạo vét luồng cũng sẽ khó thực hiện do lo ngại về tác động xấu tới môi trường nước, ảnh hưởng đến đối tượng nuôi. Cái luồng tôi hiện tại đang bị các lồng tôm, các bà con nuôi tôm là cứ thả hết, là khoảng gần 52.000 lồng tôm mà cứ lấn trần ra luồng. Thì ông quản lý luồng, ông khai thác luồng á, thì lại thuộc một doanh nghiệp không có quyền cưỡng chế, giao công an phường, giao thành phố rồi giao cho biên phòng, nói chung là các đơn vị cũng chả giải quyết được, cứ dần cứ lấn ra ngoài mà đi mà tai nạn hàng hải thì rất là nguy hiểm. Để tháo gỡ các vướng mắc trong khâu nuôi trồng thủy sản, các địa phương đều có đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trước đó đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Qua triển khai thực hiện quy hoạch và rà soát các nhu cầu của nuôi trồng thủy sản, lòng bè của người dân trên địa bàn huyện, cộng với lại việc đối chiếu với các cái quy hoạch phát triển kinh tế văn phong, thì Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh đã đề xuất điều chỉnh các cái vùng được phép nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện từ 6 vùng với diện tích là 550 ha lên thành 10 vùng nuôi với diện tích là 915 ha. Thực hiện cái quy hoạch này nó rất là tốt. Thứ nhất là về phía người nuôi nhốt thì nó sẽ tạo ra những cái vùng mà thông thoáng để đảm bảo cái vấn đề tránh ô nhiễm môi trường, tạo cho vật nuôi phát triển được tốt hơn, bền vững hơn. Thứ hai nữa là nó sẽ kết hợp hài hòa giữa các cái ngành kinh tế như là phát triển về du lịch, nuôi trồng thủy sản hay là cả vấn đề về giao thông đường thủy nội địa. Đại diện ngành thủy sản Khánh Hòa cho biết, việc điều chỉnh, bổ sung vùng nuôi hiện đang phụ thuộc nhiều vào quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài sẽ gây ra nhiều hệ lụy, nhất là khi mùa mưa bão đã đến gần. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày qua đã gây thiệt hại lớn về hoa màu, tài sản của nhân dân và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngoài nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã xuất hiện tình trạng sụt lún, sạt lở, thì từ chiều hôm qua trên tuyến quốc lộ 32 thuộc khu vực xã Phúc Hoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá lớn chia cắt các huyện Tân Uyên, Than Uyên, tỉnh Lai Châu với các tỉnh Yên Bái và Sơn La, gây ách tắc giao thông cục bộ. Cụ thể thì quốc lộ 32 đoạn qua xã Phúc Hoa, huyện Tân Uyên có 4 điểm sạt lở lún sụt với khối lượng đất lên đến là 10.000 mét khối. Từ tối qua cho đến ngày hôm nay, ngành giao thông vận tải và chính quyền các địa phương Lai Châu đã huy động các phương tiện, máy móc, nhân lực tại chỗ khẩn trương xử lý, đảm bảo người và phương tiện lưu thông an toàn. Đến chiều tối 13 tháng 7 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, mưa đã giảm, tuy nhiên do mưa kéo dài lâu ngày, nước đã ngấm trong đất nên nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn rất cao. Trước đó, mưa lớn kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày qua tại Lai Châu đã khiến 30 nhà dân bị mưa lũ cuốn trôi, đổ sập và ngập lụt. Trong khi đó, thì nắng nóng gay gắt suốt gần một tháng, 97 hồ đập lớn tại Nghệ An hiện chỉ còn từ 40 cho đến 60% dung dịch tích thiết kế, hơn 960 hồ đập nhỏ với hơn chỉ có 20 đến 35% dung tích, 3.500 hecta lúa 2 tháng tuổi có nguy cơ chết khô không có nước cứu. 1.600 hecta lúa trên nương rẫy cũng sắp chết vì không có mưa. 10.000 hecta lúa khác đang trong diện bị ảnh hưởng. Vâng, và trước tình hình cấp bách như thế này thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban bố tình trạng thiên tai nắng nóng để có cơ sở hỗ trợ cho người dân nơi đây. Đây là lần thứ 3 Nghệ An công bố thiên tai nắng nóng hạn hán, trước đó là vào các năm 2015, 2019. Theo đó, từ ngày 6 tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thời tiết nắng nóng gay gắt liên tục, phổ biến nền nhiệt từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, mực nước sông hồ đã xuống thấp. Sau khi công bố thiên tai do nắng nóng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị liên quan tập trung rà soát, thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ cho người dân. Còn tại tỉnh Quảng Trị thì tình trạng nắng nóng hạn hán kéo dài nhiều ngày qua cũng đã khiến cho Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị phải ra thông báo bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 cấp nước luân phiên tại thành phố Đông Hà. Nguyên nhân là vì mực nước trên sông Vĩnh Phước, nguồn nước chính để cung cấp nước cho 2/3 dân số Đông Hà, đã về mức cạn kiệt. Nhà máy nước đã làm mọi cách, bao gồm việc đào rãnh trên sông, vét nước, nối ống cao su để hút nước ở tận đáy bể chứa của nhà máy nước, đưa nước từ hồ Ái Tử về với lưu lượng 20.000 mét khối một ngày đêm. Nhưng nắng hạn kéo dài, chỉ còn phương án người dân Đông Hà cứ cách ngày có nước một ngày. Trong chuyến kiểm tra thực tế, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các cơ quan liên quan, đặc biệt là Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị, thực hiện khẩn trương các biện pháp giải khát cho người dân Đông Hà. Một mặt là cung cấp cái nguồn nước từ nguồn ái tự về cho cái nhà máy nước Tân Lương là với lưu lượng từ 20.000 lên 30.000 mét khối ngày đêm để có cái nguồn nước phục vụ cho người dân. Việc thứ hai là căn cơ là phải tập trung để xây dựng một cái đập mà giữ nước và cũng như huy động các nguồn lực đào vét khơi thông tích trữ nguồn nước để đảm bảo cho cái vấn đề khô hạn và hạn hán sắp tới, và xây dựng nâng cấp các cái nhà máy để đảm bảo cung cấp nước cho thành phố Đông Hà và các vùng phụ cận. Trong khi đó, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Trị đang trong cảnh đồng khô cỏ cháy. Vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy được hơn 22.000 ha lúa. Tuy nhiên, theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị, đến nay đã có trên 1.300 ha lúa bị hạn nặng. Trong đó, khốc liệt nhất là huyện Gio Linh với 700 ha tại các xã Gio Mỹ, Gio Hải, Gio Mai, Trung Hải. Huyện Vĩnh Linh với 400 ha tại các xã Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Lâm, nguy cơ mất trắng. Hiện dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hầu hết chỉ còn dưới 32% so với dung tích thiết kế. Nhiều trạm bơm vẫn không thể hoạt động vì nước không về được mức tối thiểu. Bình thường thì lượng nước của trong các hồ chứa là cơ bản đáp ứng được. Tuy nhiên với cái tình trạng nắng nóng kéo dài ấy, thì cái thời gian tới ngành đang tập trung mà xử lý khoanh vùng và giao cho một số diện tích của công ty quản lý giao cho các địa phương để chủ động bơm tạp để chống hạn. Còn phần diện tích còn lại thì công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và điều tiết nguồn nước một cách hợp lý. Theo dự báo, hạn hán sẽ còn tiếp tục khốc liệt, uy hiếp khoảng 4.500 ha diện tích lúa hè thu ở tỉnh Quảng Trị.